Và xin chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại video của My ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay thì My sẽ giới thiệu đến quý khách một mẫu đèn đường liền thể năng lượng mặt trời công suất lớn để phục vụ nhu cầu tất cả quý khách hàng. Thì trong thời gian trước thì My cũng đã có giới thiệu đến quý khách rất là nhiều mẫu đèn đường liền thể, tuy nhiên là chỉ với công suất nhỏ thôi, như là 40W, 60W, 90W hoặc là lớn nhất chỉ có 120W thôi, để đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của tất cả quý khách hàng. Nên là ngày hôm nay My cũng có giới thiệu đến quý khách một mẫu đèn đường liền thể năng lượng mặt trời công suất 200W và 300W, công suất lớn hơn so với những dòng đèn trước đây để phục vụ cho nhu cầu của tất cả quý khách hàng. Và đặc biệt một điều nữa đó chính là mức giá bán của hai chiếc đèn này lại cực kỳ ưu đãi. Nên là nếu khách hàng nào có quan tâm mẫu đèn ngày hôm nay thiết kế như thế nào thì xin mời quý khách cùng theo dõi tiếp video này. Và cái mẫu đèn đường ngày hôm nay mới giới thiệu đến tất cả quý khách sẽ có thương hiệu là FSW. Thì với cái thương hiệu này thì trong năm 2020 My cũng đã bán rất là chạy. Thì trong cái năm 2021 này đã cải tiến hơn một mẫu đèn liền thể để đáp ứng nhu cầu của tất cả quý khách hàng. Thì đối với những chiếc đèn năng lượng mặt trời thì nó đều có chung nguyên lý hoạt động, đó chính là trong vòng 4 tiếng đầu thì đèn sẽ sáng 100% công suất. Bắt đầu từ tiếng thứ 5 trở đi thì đèn sẽ từ từ giảm cái độ sáng lại cho đến sáng. Thì chiếc đèn này cũng sẽ sáng 100% công suất trong vòng 4 tiếng đầu. Sau đó thì đèn cũng sẽ giảm độ sáng tối đa là 20% so với 100% ban đầu. Và khi mà đã giảm tới mức 20% tối đa cuối cùng thì đèn sẽ không có giảm thêm nữa, mà đèn sẽ duy trì cái độ sáng 20% đó cho đến sáng hôm sau luôn. Nên là với cái độ sáng 20% thì cũng có thể đảm bảo cho quý khách có thể nhìn thấy được lối đi một cách rất là dễ dàng. Thì với những chiếc đèn đường liền thể thì nó chỉ có một vài thông số đáng chú ý như là chip LED nè, dung lượng pin nè, vỏ đèn nè, hoặc là cái tấm pin nào thôi. Nên là bây giờ mình cũng sẽ nói về thông số kỹ thuật của hai loại này cho quý khách nha.
khách mua một trong hai cái công suất này thì quý khách cũng sẽ được tặng kèm thêm một cái tai đèn như thế này để cho quý khách hàng có thể dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc lắp ráp của mình nha. Thì nếu quý khách hàng nào có quan tâm thì nhanh tay nhấc điện thoại và liên hệ ngay với My qua số điện thoại trên màn hình để My có thể trực tiếp tư vấn và hỗ trợ cho quý khách về mẫu đèn này nha. Khách hàng chưa lựa được cái mẫu sản phẩm ưng ý thì có thể ấn vào nút đăng ký kênh, bật vào chuông thông báo kế bên để có thể đón theo dõi những video kế tiếp của My. Và xin cảm ơn quý khách đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video kế tiếp.